Who made this beat? Bao quanh thành phố là một màn đêm. Nhắc cái phone lên gọi cho đàn em. Thằng bên đầu dây giọng trầm ngâm nhắc máy, mang đầu ga đi theo anh hôm nay chơi tắt tay gắt. Mang thành công đột nhập vào nhà băng đêm khuya, không có gì là khó dễ dàng bẻ gãy ngăn khóa. Kiếm mấy mình đi làm bài tiền thêm cụ và càng thêm bia, lên xe chuồn thôi không thì cuộc đời sẽ thấy băng giá. Đó là lý thuyết suông của mấy thằng hay mộng ảo. Muốn làm nên đại sự cần phải động não. Dòng đời là cây đại thụ, tức mày là ngọn cỏ bông lao. Thứ mày thấy được sẽ là ngọn gió trong tao. Đời còn có dòng bão khi hệ tinh ông mạnh thu phục thằng gió. Bị tao bắt bà sau những việc ngu ngục lần đó. Liệu có còn nhớ ai đã chỉ dạy mày cách đi săn đêm khi tao vẫn còn thở sau bơi tự tử muốn căng chim. Được chỉ giúp nhạc tao làm ra khi những thứ của mày không tự sáng tác. Sống ở đời thằng nào cũng muốn làm cha, mày còn thiếu tư duy về để bố mày ban phát. Thứ chắc sẵn để làm gì sao không biết suy nghĩ. Xem là những thứ bên mày ai mới là chi kỷ. Sống và làm việc đừng đi theo những điều phù phiếm. Muốn giúp ích cho đời thì đừng nên đủ thêm. Mấy thằng oắt con làm gì mà lắm la lắm lét. Bị tao phát hiện là cuộc đời mày chấm hết. Ngôn ngữ tao nói không bóc phét. Viết vài câu cho mày cũng thấm phết. Định che giấu bầu trời mày không phải tay to. Thứ mày đang làm cũng chả có hay ho. Phóng quả đốt nhà ngọn lửa bùng cháy to. Em xin ba đã xuất hiện phong mày sẽ cảm thấy lo. Không cần biện minh, không cần lời giải thích. Tâm can kiên định, không phải hàm số nên được giải thích. Không phải anh hùng nên xin đừng cống hiến. Ai đi em gối lọn xin cho cùng bỏ mày giống đi. Muốn tạo nên kỳ tích nhưng không có ý tưởng hay. Đi vào ba muốn hoạt làm cờ trưởng bày. Sau những lần phê thuốc hóa thân thành kẻ ngáo đá. Quậy tưng bừng chiến trường đó là dấu hiệu của ảo ma. Vẫn ngẩng cao đầu, tự tin quyết thắng vì đi vằn vẳng bao ngầu. Tại sao ủ ngủ và tại sao sầu? Trận chiến chưa kết thúc thế là lại đau đầu. Ta lại hóa thành Panadol Extra. Không còn bối gối sẽ không còn hét la. Phân tán vào não bộ cho tụi nó hết đau. Đừng có ngỏ là đại khái là có kết tao. Đâu có dễ ăn, đâu có dễ ăn như vậy. Không có miếng mồi thơm cho dân hư quậy. Đập đá hút chích là những điều xa hoa. Đừng có sáp lại hãy né ra xa. Đừng làm ác quỷ khát máu rồi đến động viên tao. Chú còn quá non như vậy chưa đủ sức. Kết cục thảm họa không xem đến biển báo. Bật chế độ cuồng phong càng quét mấy đứa Thủ Đức. Cho mày chết vì tao đã ra tay. Âm nhạc tao vẫn vậy nó cứ cuốn vào bao hay. Là tao chú Phật pháp cho mấy con quỷ hồng cờ sao thay. Không cần sâu sáng trước mặt mày chính là tao đây. Từ từ trong bóng tối tao bước ra. Đừng có động vào kẻ bị chèn sức già. Quỷ trước phán quan khuôn mặt mày thiết tha. Còn không mau thú tội lấy giấy viết ra. Viết ra hết những việc xấu từng làm. Sống ở trên đời tao khuyên đừng tham. Lòng tham vô đáy khó ai mà tránh khỏi. Thế là đánh đợi hậu quả thì sẽ không gánh nổi. Yeah, tụi này phê thuốc thì không kiểm soát được bản thân. Chứng mà chỗ đá mày mới chính là nạn nhân. Thằng bả trong gia đình sống chi cho chặt đắt. Không bày tao đến đâu tao sẽ bứng sạch tắt. Chẳng ngày va chạm tức thì bước vô. Không phải Eminem nên đừng có fast low. Ông vô lì đòn sẽ không lười nhát đầu. Nên đến thật ghen chẳng lãng mạn như lâu đầy cát đầu. Chẳng ngày va chạm tức thì bước vô. Không phải Eminem nên đừng có fast low. Ông vô lì đòn sẽ không lười nhát đầu. Nên đến thật ghen chẳng lãng mạn như lâu đầy cát đầu. Chẳng ngày va chạm tức thì bước vô. Không phải Eminem nên đừng có fast low. Ông vô lì đòn sẽ không lười nhát đầu. Nên đến thật ghen chẳng lãng mạn như lâu đầy cát đầu.